trong nước, Thủ tướng đề cập việc cấp slot bay có tiêu cực, Bộ Giao thông gấp rút vào cuộc. Giá vàng liên tiếp tăng cao, chênh lệch giá thế giới đến 13 triệu đồng. Thi thể bé Hạo Nam đã được bàn giao cho gia đình an táng. Cà Mau, tình tiết bất ngờ vụ hành hung giả mang nhân tình ở khách sạn. Linh vật mèo bị tố đạo nhái ý tưởng, Đà Nẵng nói gì? Xin mời quý vị đến với các thông tin đáng chú ý trong nước. Trước phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc cấp slot giờ cất hạ cánh ở các sân bay đang có tiêu cực, ưu tiên cho một số hãng hàng không, Bộ Giao thông Vận tải đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc thanh kiểm tra. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Cục Hàng không, Hội đồng slot thuộc Cục Hàng không và Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải về việc phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác quản lý điều phối slot tại các sân bay. Trong đó yêu cầu Cục Hàng không tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát công tác điều phối và thực hiện slot, chấn chỉnh kịp thời tình trạng chậm, hủy chuyến bay, thực hiện không đúng slot và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo thẩm quyền nếu có. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, sớm tổ chức đoàn kiểm tra việc điều phối slot tại Cục Hàng không và các cơ quan có liên quan và báo cáo Bộ kết quả thực hiện. Thể theo đề xuất của hai địa phương là Ninh Bình, Thanh Hóa, Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất kích hoạt vận hành cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 trong trường hợp xảy ra ùn tắc, sự cố giao thông dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Theo đó, khi quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Tam Điệp, Ninh Bình và thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa xảy ra ùn tắc, cơ quan chức năng sẽ mở một đoạn cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 41 từ nút giao Mai Sơn – Ninh Bình đến nút giao Gia Miêu, cho phép ô tô 4 đến 7 chỗ được đi vào. Thời gian áp dụng từ ngày 19 đến 29 tháng 1 2023, tức từ 28 tháng Chạp tới hết mùng 8 Tết. Dự án cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 có chiều dài hơn 63 km, tổng mức đầu tư hơn 12.100 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 9 2020 và thông xe kỹ thuật đầu tuyến từ Mai Sơn đến nút giao Đông Xuân dài 53 km ngày 31 tháng 12 2022. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn dự án trước 30 tháng 4 năm nay. Một thông tin về thị trường vàng, thưa quý vị. Trong 3 phiên giao dịch gần đây, giá vàng đã liên tiếp tăng với tổng mức tăng 550.000 đồng một lượng. Từ hôm nay 20 tháng 1, thị trường vàng trong nước bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ dài. Hiện giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66,9 triệu đồng một lượng mua vào và 67,92 triệu đồng một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Trong khi đó, giá vàng Doji ở khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng một lượng mua vào và 67,7 triệu đồng một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thương hiệu này đang mua vào cao hơn 200.000 đồng, nhưng bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 1.932,2 USD một ounce, hiện chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới gần 13 triệu đồng một lượng. Thưa quý vị, những ngày này, dù cước xe công nghệ đã tăng khá cao so với ngày thường, nhưng theo chia sẻ của nhiều người, việc đặt xe vẫn rất khó khăn. Trường hợp đặt xe thành công thì phải chờ tài xế khá lâu sau đó. Phần lớn các app dịch vụ như Grab, Gojek, Bee đều thông báo áp dụng tăng phụ phí từ hôm nay 29 tháng Chạp, nhưng ghi nhận những ngày trước đó, phí tăng đã được áp dụng. Theo lý giải của một số ứng dụng, nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung tài xế có xu hướng giảm dần, trong khi nhu cầu di chuyển, giao hàng hay đặt đồ ăn lại tăng cao. Đồng thời, một số tài xế quyết định giảm tần suất hoạt động vào khung giờ cao điểm do mật độ giao thông những ngày cuối năm dày đặc. Trước thực tế trên, người dân có nhu cầu di chuyển trong những ngày này cần cân nhắc phương tiện, đoạn đường di chuyển, tránh ảnh hưởng đến kế hoạch công việc, vui chơi ngày Tết. Thưa quý vị, sau 21 ngày rơi xuống cọc bê tông sâu 35 mét ở dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, thi thể bé Thái Lý Hạo Nam đã được đưa lên và bàn giao cho gia đình an táng vào rạng sáng ngày 29 Tết. Cụ thể, trong thông cáo phát ra rạng sáng cùng ngày, tỉnh Đồng Tháp cho biết vào 1 giờ 20 phút ngày 20 tháng 1, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể bé Thái Lý Hạo Nam lên mặt đất. Các cơ quan chuyên môn đã thực hiện công tác pháp y theo quy định để xác định nguyên nhân tử vong, khâm liệm và thực hiện các thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Bên cạnh đó, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết, do thi thể nằm lâu ngày trong điều kiện đất bao xung quanh và ống kính, cùng với áp lực nước trong môi trường kính khí, khiến quá trình phân hủy diễn ra chậm hơn so với bình thường. Nhờ đó mà Hạo Nam đã được đưa lên nguyên vẹn trước sự chứng kiến của gia đình và được an táng theo nguyện vọng.
Liên quan vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung dã man ở khách sạn tại Cà Mau, mới đây gia đình nạn nhân cho biết đã nhận được thông báo kết luận giám định đối với tình trạng tâm thần của bị can Nguyễn Văn Xuân, 57 tuổi, ngụ phường 8, thành phố Cà Mau. Theo thông báo kết luận giám định, từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11, 2022, bị can Xuân có bệnh lý tâm thần, rối loạn loạn thần cấp, đa dạng, không có các triệu chứng của tâm thần phân liệt. Hiện bị can Xuân không đủ sức khỏe tâm thần để tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Bị can Xuân thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh theo Nghị định 64. Gia đình cho biết sẽ làm đơn yêu cầu giám định tâm thần lại đối với bị can Xuân. Trước đó, vào tối ngày 10 tháng 11, camera tại một khách sạn ở phường 5, thành phố Cà Mau đã ghi lại hình ảnh người đàn ông hành hung dã man người phụ nữ đi cùng. Nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong do đa chấn thương. Mới đây, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã di chuyển linh vật mèo bị tố đạo nhái ra khỏi đường hoa Đà Nẵng. Trước đó, linh vật mèo này bị nhà thiết kế người Hàn Quốc Lee Sang-soo tố đạo nhái ý tưởng. Người này không biết ai đã sao chép tác phẩm Catch with a Bone của mình, và so với phiên bản gốc, tác phẩm đạo nhái có chất lượng tệ về cả hình thức và chất liệu. Song song đó, nhà thiết kế người Hàn Quốc khẳng định chưa từng cho phép ai sử dụng ý tưởng và đề nghị phải gỡ bỏ tác phẩm mèo đạo nhái này. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho rằng, với một tác phẩm nghệ thuật đưa xuống đường phố, dù đã ghi thông tin nguồn đầy đủ nhưng phải có bản quyền. Qua sự việc này, thành phố sẽ rà soát kỹ về vấn đề bản quyền tác giả, tác phẩm khi tổ chức các cuộc thi ý tưởng cũng như thực hiện các tác phẩm trưng bày. Thưa quý vị, nhằm tạo thuận tiện và đảm bảo an toàn cho du khách, Tổng cục Du lịch đã xây dựng ứng dụng Du lịch Việt Nam, Vietnam Travel để hỗ trợ cho du khách từ tìm kiếm thông tin, đặt dịch vụ cho đến thanh toán điện tử, tối ưu trải nghiệm du lịch. Điểm đáng lưu ý của ứng dụng này là hỗ trợ du khách đánh giá phản hồi. Tính năng này là một nội dung trong chương trình phối hợp giữa Tổng cục Du lịch và Tổng cục Quản lý Thị trường nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, góp phần lành mạnh hóa hoạt động kinh doanh du lịch. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng tích hợp tính năng hỗ trợ gửi phản ánh tới cơ quan chức năng. Qua đó, du khách có thể đánh giá chất lượng dịch vụ ở các điểm đến, cũng như gửi phản ánh nếu có vấn đề phát sinh tới cơ quan quản lý hoặc công ty lữ hành mà khách mua tour nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho du khách. Thưa quý vị, tối ngày 19 tháng 1, tức 28 tháng Chạp, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc đường Hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 trong sự háo hức của đông đảo người dân và du khách. Đường Hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 ghi dấu mốc 20 năm công trình văn hóa độc đáo đã thành biểu tượng mới của Thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Với thông điệp Thành phố Hồ Chí Minh xuân an vui, xuân thịnh vượng, đường hoa Tết 2023 có nhiều thiết kế đổi mới, thêm thời gian phục vụ người dân. Đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết có hai điểm nhấn thú vị tại đường hoa năm nay. Một là tại đại cảnh vùng ký ức đã tề tựu linh vật của 20 mùa xuân gắn liền với quá trình phát triển thành phố. Thứ hai là ý tưởng chủ đạo được lấy từ nhịp sống đô thị Sài Gòn đa sắc thái văn hóa. Để ghi dấu cột mốc 20 năm đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của người dân cùng du khách, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão sẽ kéo dài thời gian phục vụ thêm một ngày so với các năm trước, từ ngày 28 Tết đến mùng 5 Tết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng hình thái chung toàn miền, nên thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội từ nay tới 26 tháng 1, tức mùng 5 Tết Quý Mão, duy trì rét ẩm, thời gian nắng ít, hình thái sương mù, mưa phùn rải rác hầu hết các ngày đầu xuân. Tuy nhiên, trong những ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, Hà Nội không mưa, thuận lợi cho người dân sắm Tết. Mặt khác, theo thống kê, trong 33 năm qua, từ 1990 đến 2022, tại Hà Nội chỉ 7 Tết có rét hại, nhiệt độ dưới 13 độ C trong ngày mùng 1, đó là các năm 1993, 1995, 1996, 2004, 2008, 2009 và 2012. Còn trong những năm gần đây, thời tiết vào dịp Tết Nguyên Đán ít xảy ra rét đậm, rét hại. Từ năm 2014 trở lại đây, Hà Nội trong ngày mùng 1 Tết không có năm nào xảy ra rét hại, mà chỉ có 2 năm, 2016 và 2022, rét đậm với mức nhiệt dưới 15 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.